Chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến tới bài tập tiếp theo. Đó là về Tabs trong InDesign. Tại bài tập này ở đây, các bạn cũng thấy các cái nội dung chung một đoạn văn có một khoảng cách được đều nhau như thế này. Thì với việc mà các bạn cân chỉnh về thủ công, thì không thể nào mà bạn có thể cân chỉnh được các đoạn văn đều như thế này được. Chính vì vậy, chúng ta sẽ phải thực hiện lệnh Tabs cho các đoạn văn này để nó có khoảng cách được đồng đều với nhau. Thì trước khi các bạn thực hiện lệnh Tabs trong InDesign thì các bạn phải nhớ cho thầy một điều, đó là các bạn phải mở lên một ký tự để các bạn biết trong đoạn văn đó các bạn đã thực hiện lệnh Tabs hay là chưa. Thầy vào menu Type, chúng ta sẽ chọn tới đó là Show Hidden Character. Thì khi các bạn Show Hidden Character thì nó sẽ xuất hiện cho các bạn những cái ký hiệu màu xanh như thế này, cho phép các bạn biết được là chúng ta sử dụng những cái dấu cách ẩn nào trong đoạn văn của chúng ta. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy ký hiệu dấu mũi tên đôi như thế này. Đây thể hiện cho các bạn biết là một dấu tab. Dấu chấm ở đây là một dấu cách. Dấu đây là dấu enter ngắt đoạn. Và cuối cùng là dấu thăng là kết thúc đoạn văn. Đây là bốn dấu mà các bạn sẽ thường gặp nhất trong bất kỳ một đoạn văn nào. Trên một đoạn văn thì thấy đó là nó sử dụng tới ba dấu tab. Và đoạn văn nào nó cũng thực hiện như vậy. Chính vì vậy thầy sẽ thực hiện lệnh tab 3 lần cho đoạn văn này. Sau khi thầy đã xuất hiện được các hidden character rồi, thầy đã biết thầy đã sử dụng được 3 dấu tab và không có gì sai giữa các đoạn văn, thầy sẽ mở thanh tab lên để thầy cân chỉnh về lệnh tab. Thầy lại vào menu Type, chọn tới Tabs. Lúc này lập tức nó sẽ xuất hiện cho các bạn một cái hợp lệnh về Tabs. Bây giờ thầy sẽ muốn gán lệnh Tabs cho khung văn bản này. Thầy sẽ chọn khung văn bản. Và cuối thanh Tabs chúng ta sẽ có một cái ký hiệu giống cái dấu 500. Thì các bạn phải bấm vào đây để thanh Tabs này tự động hút vào cái khung văn bản này của các bạn. Thầy sẽ bôi chọn những cái nội dung có lệnh Tabs ở đây. Đó là 5 dòng này. Chúng ta sẽ có 3 lệnh Tabs. Thì tương đương với cái việc các bạn sẽ cân chỉnh được 3 lệnh Tabs mũi tên ở trên này. Khi thầy muốn các lệnh tab canh giữa nên thầy sẽ chọn đó là Center. Tại cái thanh số ở đây, thầy sẽ đưa con trỏ chuột ở phía trên thanh số sau khi thầy đã chọn lệnh canh giữa rồi và thầy đặt vị trí tab đầu tiên. Ở đây thầy có thể muốn vị trí đầu tiên của tab đó là 70. Thầy sẽ gán vị trí này 70. Thì khả năng khi các bạn chọn vào vị trí 70 ở đây, nó chưa thể chính xác được. Thì các bạn có thể nhìn lên trên chữ X, nó sẽ hiển thị vị trí chính xác các bạn chọn. Ở đây là 69,85. Thì chưa chính xác là số 70 như ý thầy muốn. Thầy có thể bôi và xóa thay đổi nó thành 70. Kế bên là Leader. Thì ở đây nó sẽ cho phép các bạn thể hiện nội dung ở giữa cái dấu tab đó là gì. Thì ở đây ví dụ như thầy muốn ở giữa dấu tab đầu tiên là dấu chấm thì thầy sẽ nhập dấu chấm vào. Lập tức các bạn sẽ thấy các cái nội dung ở đây được thay đổi đó là dấu chấm. Cái tab thứ hai thầy sẽ chọn vị trí đó là 120. Thầy thay đổi ở đây thành 120, ở bên này vẫn là dấu chấm. Và cuối cùng là 175 và dấu chấm ở đây. Các bạn sẽ thấy tất cả nội dung của thầy đều đã được canh giữa với nhau và có dấu chấm 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 như thế. Các khung tab đi. Nhìn lại bài gốc của người ta thì ở đây nó yêu cầu là dòng đầu tiên không có dấu chấm. Nhưng lúc này thầy bôi thầy đã thực hiện dấu chấm cho cái nội dung ở phía trên luôn. Thì để thầy bỏ đi thầy có thể bôi chọn lại dòng đầu tiên. Vào menu Tab lại lần nữa, thì mở hộp Tabs lên. Ở đây nó xuất hiện 3 dấu mũi tên tương đương với 3 dấu tab. Thì thầy sẽ chọn lại từng mũi tên để thầy xóa dấu chấm chỗ Leader đi. Các bạn nhớ là phải chọn cho chính xác. Thầy đang chọn mặc định đó là mũi tên thứ 3. Thì tại hợp lệnh Leader đi và thầy sẽ chọn nó và thầy xóa. Thì chọn qua mũi tên số 2, thầy xóa. Và mũi tên cuối cùng. Như các bạn thấy thì lệnh tab này chúng ta sẽ thực hiện cho các đoạn văn. Chính vì vậy mà lệnh tab này của các bạn vẫn có thể thực hiện được trong paragraph style. Và đây là lệnh tab có trong InDesign. Bây giờ chúng ta sẽ đến tới bài tập tiếp theo. Đó là nói về số thứ tự và các ký hiệu đặc biệt trong một đoạn văn. Như các bạn thấy trong cái bài tập này, tất cả các nội dung hiện tại đang nằm chung một cái khung văn bản. Và chỉ có đánh số thứ tự từ trên xuống dưới cho các cái đoạn văn ở phía dưới thôi. Nên ở đây thầy sẽ bôi chọn tất cả những cái nội dung có đánh số thứ tự.
thầy sẽ dùng hợp lệnh character để định dạng lại về kích thước cho nó. Thầy qua hợp lệnh về paragraph để thầy cân chỉnh về dạng dòng. Vì ở đây thực hiện cùng một lúc nên thầy sẽ không áp dụng paragraph style hay là character style gì hết cho các cái đoạn văn này. Bây giờ thầy sẽ thực hiện tiếp tới cái việc tạo số thứ tự từ trên xuống dưới. Trên thanh control trong cái tab về paragraph, các bạn có thể nhìn thấy được hai icon. Thứ nhất là bullets và thứ hai là numbering ở đây. Thì bullets là cho phép các bạn tạo ra những cái ký tự đặc biệt như thế này. Và numbering chính là việc tạo cho các bạn về mặt số đếm từ trên xuống dưới. Thì ở đây nó cho phép các bạn chọn nhanh bullets và numbering, nhưng chỉ có hai con số này thôi. Thứ nhất là các chấm tròn và thứ hai là số thứ tự. Nếu các bạn muốn đặc biệt hơn, chỉnh sửa về các ký hiệu hoặc là số đếm, thì các bạn có thể giữ phím Alt và các bạn tích vào một trong hai biểu tượng này. Nó sẽ lập tức mở ra cho các bạn hợp lệnh bullets và numbering. Thì trong hợp lệnh này các bạn vẫn có thể chỉnh sửa được. Chọn một trong hai đó là bullets hoặc là numbering. Đầu tiên thầy sẽ thể chọn trước về bullets. Ở đây nó sẽ cho phép các bạn các cái bullets đặc biệt. Nếu các bạn muốn thêm thì các bạn bấm vào dấu Add ở đây và các bạn có thể lựa chọn những cái ký hiệu đặc biệt mà theo ý các bạn muốn, dựa theo cái font mà các bạn đang đứng. Nếu các bạn đang sử dụng một cái font khác, các bạn vẫn có thể sử dụng cái ký hiệu đặc biệt bullets cho một cái font khác. Ví dụ ở đây, thầy chọn một cái font khác có nhiều ký hiệu đặc biệt hơn. Thầy sẽ chọn vào đây và thầy OK. Bullets này sẽ được đưa ra đây. OK. Thì lúc này là cái hiệu đặc biệt này đã được đưa vào đoạn văn bản này cho thầy. Thầy sẽ bôi lại vào bullets lại một lần nữa. Bây giờ thầy sẽ chỉnh sửa lại những cái đoạn nội dung này làm sao cho nó thẳng hàng. Thì thầy sẽ xuống hợp lệnh alignment ở phía dưới. Thầy sẽ cân chỉnh lại cái vị trí của các đoạn nội dung này làm sao cho nó cân bằng. Thì thầy sẽ thuộc left indent vô và thầy sẽ ăn cái first line indent ra số âm. Thì các bạn sẽ thấy được cái đoạn này nó ngang bằng với nhau. Và đây là việc các bạn cân chỉnh về mặt bullets. Tiếp theo thầy sẽ cân chỉnh về numbering. Thầy sẽ mở lên hợp lệnh bullets và bây giờ thầy sẽ chỉnh về numbering. Thì mặc định của các bạn nó sẽ cho phép các bạn về các số đếm như thế này. Nhưng bây giờ thì không thích nữa. Thầy có thể chọn nó là 01, 02 như thế này. Hoặc đơn giản hơn một chút đó là số La Mã. Hoặc là ABC. Nếu các bạn nhìn qua bài tập gốc, người ta yêu cầu các bạn đó là cho các ký tự này về số đếm được viết hoa hơn một chút, thì các bạn sẽ không thể nào chỉnh sửa được các cái số thứ tự này nếu như các bạn đã OK nó rồi. Các bạn không thể nào chọn được các cái số thứ tự này ở bên ngoài. Thầy thực hiện thử cho các bạn xem và các bạn đã thấy. Thì ở đây thầy sẽ bôi lại nó vào hợp lệnh bullets và numbering. Các bạn muốn những cái ký tự về numbering ở đây được bold hơn thì các bạn phải tạo cho nó về character style. Ở đây thầy sẽ gán cho nó về character style sổ ra, bởi vì chưa có một character style nào hết nên ở đây thầy sẽ tạo một character style mới, new character style. Tại basic character format thầy có thể chọn cái font style cho nó đó là bold. OK. Và tới đây bài tập của chúng ta kết thúc. Nếu bây giờ các bạn muốn thay đổi về mặt màu sắc các cái numberings ở đây thì các bạn chỉ cần đơn giản đó là mở hợp lệnh character style lên, thay đổi character style và chọn tới phần màu, thầy sẽ thay đổi thành màu đỏ. OK, các cái numberings của thầy từ A cho tới H đã được thay đổi màu đỏ. Và đây là bullets và numbering trong InDesign. Green Academy 한국에서 나온 학원.